Mình xin chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục đi thắp bẫy rắn cả nhà. Luồn bẫy cũ nha. Hy vọng là sẽ có dính con gì đó to to quay cho nhà xem. Ở chương này thì mình có con cái đầu tiên luôn nè. Cái bẫy lòi ra quá trời. Rồi chuột còn luôn cả nhà, chất quất. Để cho nó bọc lúa rồi đi tiếp nha. Ở đây thì mình có con cái tiếp theo nha. Không thấy phân cái gì hết trơn. Có hạt nha cả nhà. Hũ hành. Đây. Con này tầm 5 lạng nha. Rồi để mình lấy cái bẫy phụ đặt lại rồi đi tiếp nha. Kiếm chỗ nào trống thì mình bắt cho nhà xem. Ở trước này thì mình có con cái tiếp theo nữa nè. Để lấy bọc lúa nè. Qua đây. Phóng cái đường mương. Cui hàm. Cái bẫy nó dưỡng gì mà cứ ngắt. Rồi chuột còn luôn, chất quất. Để lúa đặt lại đi tiếp luôn. Ở đây thì mình có một cái tiếp theo nè. Cái này không dính thì mình rút luôn cái nhà. 3-4 chiến thầm không có chạy con nào hết trơn. Chất quất. Chuột còn luôn. Không chín này. Ở dưới này thì mình có con cái tiếp theo nè. Sao cái đường này bấy quá trời. Nè cỏ luôn. Có hàng nha cả nhà. Quả đã. Đây. Con này tầm 6 lạng nữa cả nhà. Con này có thể vô nhất á. Khá là to à. Rồi, giờ để mình bắt hai rắn này ra nha. Đây cả nhà. Còn này khoảng 6 lạng. Quá đã. Con này sắp lột luôn rồi cả nhà. Nãy thì mình có dính con nhỏ nữa mà mình không có quay cả nhà nên bắt ra luôn. Con này tầm 1,5 lạng. Cái cây diêm thì bị mất tiêu rồi. Nó gà nó ị tùm lum. Đây cả nhà. Con này khoảng 6 lạng nha. Quá đã.
Con này thì nó sắp lột rồi nè. Đây. Con này khoảng 4 lạng, trên 4 lạng. Quá ngon luôn. Rồi, để mình thay chuột đặt lại nha. Tới cái tiếp theo mình quay tiếp luôn. Ở đây thì mình có cái tiếp theo nữa nè. Ở bên kia thì đã đang cắt cỏ nha cả nhà. Mình không có nói lớn. Khu nhà. Có phần cả nhà ơi. Phần nó này. Con này cũng nặng nha. Đây cả nhà. Con này tầm 5 lạng trên 5 lạng á. Để mình lấy cái bẫy phụ đặt lại rồi đi tiếp nha. Mệt quá cả nhà ơi. Giờ mình ngồi đây nghỉ mệt chút nha. Mồ hôi nó chảy tùm lum rồi. Để mình ngồi đây nghỉ mệt, mình bắt rắn nãy ra luôn nha. Để mình dịch viên trống đó. Rồi, giờ để mình bắt rắn nãy ra nha. Đây. Con này khoảng 5 lạng đó nha. Quá đã luôn. To nghe cả nhà. Đây. Quá đã. Còn thứ tư. Rồi, để nào tới cái tiếp theo thì mình quay tiếp nha. Ở đây thì mình có một cái tiếp theo luôn nè. Cái này thì chắc mình gút luôn. Xịt thuốc cỏ, chết cỏ hết trơn. Con kiến bu quá trời đây.
chuột nó ngủm rồi cả nhà ơi. Chết quá. Ở đây thì mình còn cái cuối cùng luôn nè. Cắt cỏ. Bẫy mình không biết còn không đây. Cái này mình mới chạy nền. Đây. Bẫy nhà tè. Chuột còn luôn. Để lúa đặt lại luôn nè. Mình ra tới giỏ mình tổng kết cho nhà xem. Rồi, tổng kết thành quả luôn. Hôm nay được đâu có 4 con ở nhà. Ít nhưng mà hàng ngon ngon không à. Rắn trọng trọng không à. Đây. 25 cái bẫy. Chạy được 4 con. Rắn trọng trọng không quá đã cả nhà. Dù đầy ra chắc cũng khoảng 2kg trên 2kg á. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Nếu cả nhà yêu mến chủ đề săn bắt thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha. Mình cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn.